Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một số loại lan rừng quý hiếm của khu vực rừng Kon Tum nhé mọi người. Thì trong đó là có hoàng thảo Kon Tum này, hay còn gọi là đen Kon Tum, rất là hiếm, đang có những dê có nụ luôn. Tiếp theo nữa là có kiếm luôn Kon Tum nhé mọi người. Rồi và có hoàng thảo đơn cam nè, một dê hoàng phi hạt lớn đây, có kiều vuông, kiều tua và nhất điểm hoang nhé mọi người. Em sẽ quay lần lượt từng loại như báo giá cho mọi người luôn. Thì đầu tiên là em xin giới thiệu với mọi người trước, đó là đơn cam đi. Thì hôm nay em có hai phần đơn cam đây nhé. Thì cái giống đơn cam lùn nù mập của khu vực rừng Kon Tum nhé mọi người. Đơn cam là một trong số những cái loại lan quý hiếm bậc nhất hiện nay, hoa cực kỳ đẹp luôn nhé. Và cái mùa hoa đơn cam nó thường rơi vào tầm cỡ tháng 3, tháng 4. Cái đơn cam này thì có cả rơi và nguyên bản nha mọi người. Thì cứ một phần đây nó được mười mấy dê á, cả rơi cả nguyên bản đây. Thì em quay sơ cho mọi người xem, nó có nguyên bản nè. Cái giống đơn cam lùn thì cái thân của nó cỡ như ngón tay, đốt ngón tay thôi mọi người. Tuy nhiên là cho hoa rất là to và sai nha. Đây là cái giống của nó thôi chứ không phải là cây non hay cây nhỏ đâu. Bởi vì cái mùa này cây nó đã già cỗi và nó thắt ngọn rồi, chuẩn bị cho hoa thôi. Rồi một phần như vậy là giá 250 nha mọi người. Đó, có cả nguyên bản cả rơi luôn. Bên đây cũng vậy. Đó, có những cục nguyên bản đây. Đó. Và có cả những dê rơi nữa nha. Được mười mấy dê á, 13, 14 dê tổng cộng á. Rồi, đơn cam thì mọi người về cứ ghép vào gỗ lũa là ok, không cần phải thêm rong rêu gì đâu, bởi vì đơn cam nó cũng không ưa ẩm lắm. Rồi giá 250.000 một phần nhé mọi người. Hôm nay em có hai phần thôi, 250.000 một phần. Tiếp theo là em xin giới thiệu với mọi người là lan hoàng phi hạt nhé mọi người. Đây là hoàng phi hạt của rừng Chumorai Kon Tum. Thì hôm nay thì em có về được một dê đây. Đó, nguyên một dê lớn, khá là lớn, rất nhiều thân già luôn nè. Thân già chắc mấy chục cái luôn. Giờ này rất là khỏe nha. Thân tơ thì để em đếm coi, một thân tơ nè, hai thân tơ nè, ba thân tơ nè, bốn thân tơ nè, năm thân tơ nè, 6 thân tơ, có những thân tơ xuống lá, 7 thân tơ. Đó, rồi tầm cỡ 7 cái thân tơ về đây thì mọi người trồng lấy một chậu thật bự nha. Sắp tới chúng ta chơi hoa Tết thì đối với những dựng dê to như vậy thì cực kỳ sai hoa nhé mọi người. Về thì mọi người tha hồ chơi hoa luôn. Rồi, hoa của hoàng phi hạt Kon Tum thì cánh trắng hồng vàng nha, rất đẹp, nở thành từng chùm luôn. Và cái mùa hoa nó kéo dài cả tháng luôn, nên là mọi người về chơi hoàng phi hạt rất lâu tàn luôn, chơi kéo dài dẳng cả tháng, chơi Tết luôn. Rồi một nguyên dê và giá là 500.000 nha mọi người. Đó, cho các bác anh chị mua cái loại nguyên dê để về ghép nó dễ nè. Về mọi người chỉ cần đặt kiếm cái chậu to đẹp đẹp đặt vào là xong nha. Và sắp tới chờ hoa xuống lá chơi Tết thôi. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu với mọi người, đó là kiều vuông. Rồi cái này là kiều vuông nhé mọi người. Kiều vuông này là rừng đất côi Kon Tum. Thì cái hàng này là cái dê kiều vuông bà con mới rừng về nè. Nó cực kỳ nù mập luôn. Mọi người xem nè, thân nó ú nụ đã lắm. Nhìn rất là đã luôn. Đây thì có một cái dê, có một cái dê lớn đây. To, thân to dã man luôn. Đó, có tay em cầm nè, nhìn đã lắm. Đó, và có thêm mấy cái dê nhỏ nhỏ đây. Đó, thì mọi người về là trồng lấy một cái chậu thật bự chúng ta chơi hoa nha. Đó, kiều vuông thì hoa thành từng chùm luôn, cũng cánh trắng hồng vàng luôn, rất là đẹp. Đó, mọi người là có thể lên Google search nè, mặt hoa của kiều vuông nha, để bảo đảm mọi người nhìn thấy mặt hoa rất là thích luôn, hoa chùm to đã lắm. Rồi kiều vuông này thì giá 250.000 nha mọi người, nguyên phần đây. Đó, cái loại kiều vuông lùn thân nù mập này nè cũng rất là hiếm. Rồi tiếp theo nữa là em có kiều tua. Kiều tua thì em có loại nguyên dê và loại rơ nhé mọi người. Thì nguyên dê đây thì được một dê này. Một dê này thì để em đếm số thân tơ nhé. Một thân tơ nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14. 14 cái thân tơ luôn mọi người. Nhìn nguyên dê. Đó. Rồi có mấy cái thân dài đây về mọi người tha hồ chơi hoa nha. Rồi kiều tua thân nù mập rất là đã. Hoa vàng tua ra rất đẹp. Dê này thì giá 250 nha mọi người, 250 cho dê kiều tua này. Và có hai phần kiều tua rồi, thì nói chung là mỗi phần này thì có giá là 200.000 nha mọi người. Đây, một phần nè,
Một phần đây thì nó được 2 dê thì mọi người về trồng lấy 2 chậu cũng được nha, hoặc là kiếm một chậu lớn chúng ta trồng. Đó. Rồi, một phần đây kiều tua rất là mập đẹp khỏe mạnh. Và đây. Phần thứ hai đây cũng 200 ngàn luôn. Đó, nó thì 3 dê. Đó. Về trồng đây. Phần nào thân nấy uống nu mập mạp đã lắm. Kiều tua thì cái đặc điểm dễ nhận biết nhất của nó là cái phần thân nè. Thân nó tròn, tròn mập và nó có những cái đường rãnh giữa ở thân nè. Rồi, kiều tua này thì về mọi người trồng vào chậu vỏ thông than là được nha. Ghép bộ lũa cũng được, loại nói chung loại này loại dễ trồng dễ em sóc. Rồi, thì giá 200 ngàn cho một phần loại rời đây. Đó, thì có hai phần thôi. Tiếp theo là em có nhất điểm hoang nha mọi người. Nhất điểm hoang thì đây. Cái có hai dê, một đây, dê thứ nhất đây. Thì nó gồm hai dê nhé, một dê nhỏ và dê lớn nè. Đó. Nhất điểm hoang thân nù ú mập mạp luôn. Ú nù đã lắm mọi người. Mập tù lù à. Loại này về cũng ghép gỗ lũa hoặc trồng chậu than vỏ thông là được. Nhất điểm hoang thì cánh nó bóng bóng á. Cánh của nó thì nó cái mặt là mặt cánh hoa nó bóng bóng với nó có cái màu trắng ám vàng với họng cam cam rất đẹp. Đó. Rồi rất nhiều thân tơ đây thì về sắp tới mùa hoa sẽ hoa rất là sai luôn. Rồi phần này có giá là 200 ngàn nha mọi người, 200 ngàn phần thứ nhất nè. Rồi sang phần thứ hai là cái dê, nguyên dê luôn. Nguyên dê này thì có giá là 250 ngàn nha. Đó. Thân nào thân nấy uống nụ luôn. Một thân tơ, hai thân tơ, ba thân tơ, bốn thân tơ, năm thân tơ, sáu thân tơ, bảy thân tơ, tám thân tơ, chín thân tơ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tầm 18 cái thân tơ. Đó. Về chơi hoa mệt nghỉ luôn nha. Rồi cái dê này thì có giá là 250 ngàn nha mọi người. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu với mọi người đó là lan đen con tâm hay còn gọi là hoàng thảo con tâm, một cái loại lan đặc hữu của rừng con tâm và chỉ có rừng con tâm có thôi nha mọi người. Và cái loại này cũng hoa cực kỳ đẹp luôn. Thì trong đây thì em có một phần toàn là nguyên bản thôi. Đó thì đây một khúc nguyên bản nè. Về loại này về mọi người chỉ biết treo lên và chăm thôi. Hai khúc bản này, khúc này đang hoa nè, hoa rất là to nha, to cánh trắng họng cam đẹp lắm. Hoàng thảo đen tôm hoa cực kỳ đẹp luôn. Rồi cục thứ ba nè, đang nụ nè. Đó, về mọi người có thể chơi hoa luôn. 4 nè, 5. Rồi 5 cục này, nguyên phần 5 cục này giá là 350 ngàn nha mọi người. Hoàng thảo đen con tôm. Rồi hoa cực kỳ đẹp luôn, đang nụ trắng tinh khôi đẹp lắm. Về mọi người ngắm thử coi thử cái loại lan đặc hữu của thân con tôm này nó có đẹp không nha. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu với mọi người là em có ít phần kiếm luôn. Thì kiếm luôn là một cái loại kiếm rất là hiếm của rừng con tôm. Thì bình thường kiếm dài thì nó nhiều lắm, nhưng mà đối với những cái dòng kiếm luôn này thì nói chung là săn tìm như là dặn bà con đi rất là hiếm khi có. Và nói chung mỗi lần về quay clip lên là hết rất nhanh. Nên các bác các anh chị nào muốn sưu tầm thì chúng ta đăng ký thật sớm nha. Rồi đầu tiên là cái dê số 1 nè. Đây là dê nguyên bản giá 200 ngàn. Đây rồi rất đẹp nha. Sang dê thứ hai là giá 250 ngàn nha mọi người. Đây nó nguyên một cục nguyên bản đây. Đó, nhìn lấy một chùm đẹp. Đó, có những cái cây hụng nút bám quanh này. Về mọi người chỉ biết treo lên thôi. Đó, mọi người thấy lá nè, lá ngắn ngắn không. Tiếp theo là loại dê số 3 giá cũng 250 ngàn luôn, một dê kiếm lung nữa. Rồi hụt nút nè, bám quanh. Đó, rất đẹp. Rồi sang dê số 4. Rồi dê số 4 đây là dê kiếm lung, lá vàng nọn chuối rất đẹp. Dê này thì nó nhìn nó hơi nhỏ nhỏ tí thôi, nhưng mà cái phần lá này mọi người nhìn so mấy kia nhìn đẹp không. Đó, lá vàng đẹp lắm, hoa sổ số nha mọi người. Đó, về cái dòng này chủ yếu về chơi kiểu bonsai tiểu chi cảnh, chơi thân lá đủ phê rồi. Rồi về số 4 giá 250 nha, nguyên bản luôn. Đẹp. Rồi sang em có hai phần rời đây nha. 5, 6. Đây thì phần rời thứ nhất giá 250 nè. Mỗi phần rời giá 250 đây. Đây về mọi người làm một chậu nhỏ đặt trên bàn làm việc nha. Đây về thứ hai đây. Thứ ba đây, ồ đẹp không.
từ này. Rồi, rồi số 5 giá 250. À, qua phần số 6 nè. Đây, một da luôn nè. Giờ đây nhìn đẹp á. Đó, mọi người thấy đẹp không? Ngắn ngắn luôn luôn màu nõn chuối. Đây nữa. Rồi đây. Rồi. Phần rời thứ 6 giá 250. À, cuối cùng em có một cái kiếm nữa. Đó, đây. Đó, về này thì nhìn rất là đẹp. Chân em đây. Đó, lá màu nõn chuối. Về mọi người trồng lấy một cái chậu bự chúng ta chơi. Chơi kiểu bonsai rất đẹp. Rồi. Cái dê này thì em chưa đánh số thôi. Cái dê này coi là dê số 7 nha mọi người. Dê số 7 đi. Cho dễ nhớ. Rồi, nguyên dê này thì giá 250 nha mọi người, 250. Về mọi người làm một chậu chúng ta chơi. Đó, nhìn cái lá thôi cũng đủ phê rồi. Lá kiểu nõn chuối rất là đẹp nha. Đây nè. So với dòng lá xanh thì cái dòng lá nõn chuối thì em thấy nó đẹp hơn. Đó. Màu nõn chuối nhìn đẹp. Rồi, kiếm lá vàng đây nha. Rồi, dê này có giá 250 nha mọi người. Dê số 7 đi. Rồi thì các loại lan thì em đã quay xong, thì các bác anh chị có nhu cầu mua dê nào cứ nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được nha. Thì ưu tiên mọi người nhắn tin cho đơn cho nhanh. Khách mua lần đầu mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi. Còn mua nhiều vui lòng chuyển khoản trước giúp em nha. Đó, đối với khách mua lần đầu. Còn khách quen thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện báo chốt thì em sẽ gửi đi như mọi khi thôi. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip về lan tiếp theo.